Chồng ơi. Mất đồ đâu? Xin chào mọi người. Hay thì phải đi mua cục pin tại vì chồng mình với hàng xóm của mình tới rồi tới nhà mình nhưng mà hết pin để hát karaoke cho nên Harry phải mua cục pin rồi mua mấy cái bánh này để cho mọi người nhậu. Làm vợ khổ quá mọi người ơi. Thôi mình tới nơi rồi, đưa cho chồng mình cái cục pin đi để cho chồng mình đi hát vui vẻ hơn. Đây, mua tất cả những cái bánh snack luôn cho chồng mình ăn vui vẻ rồi hát karaoke. Còn bây giờ thì Harry đã chuẩn bị có cái này nữa. Cái này chồng mình không biết nè. Đây. Các bạn có biết cái này là gì không? Cái này á, Harry mới mua trên mạng á. Mình kêu trợ lý mua để mình tạo event cho chồng mình. Nhưng mà chưa kịp event gì hết là đó, hôm nay Harry thấy sử dụng cái này là xuất sắc. Đi sẽ từ từ Harry gắn cái này xong rồi để cho chồng mình hết hồn hiên. Rồi nhận ra hạnh phúc chỉ là mơ. Thật khó để chấp nhận và xóa. Rồi, rồi đó hợp lý. Sợ lắm khi yêu một ai quá nhiều. Người khi con tim quá yêu nên làm mày đúng. Sợ lắm Vì sao anh không